Ok, xin chào bạn quay trở lại kênh. Và trời Hà Nội thì cũng đã lạnh lạnh rồi. Đâu đó khoảng tầm chắc là 22-23 độ. Hiện tại trên tay mình đây đang là Jean-Paul Gaultier Le Male Elixir. Và trên tay bên này thì là Mercedes-Benz Club Black. Đây là hai mùi hương rất hot trong mùa đông năm nay. Và cùng nhau xem là số đông sẽ đích mùi hương nào hơn nhá. Đây, mình đang có hai cái mùi hương mà đã xịt ra hai tờ giấy rồi. Để các bạn cầm, các bạn ngửi thử xem là mọi người sẽ thích cái mùi hương nào hơn. Các bạn có thể đổi với nhau thử xem là kiểu sẽ thích ấn tượng mùi hương nào hơn. Kiểu phỏng vấn các chị em cho nó khách quan ấy. Em thích mùi này. Là tao lại thích mùi này. Em là lý do vì sao mình thích mùi hương này. Em ngửi mùi này cảm giác nó mát. Mùi gì đấy nó ngọt. Ừ, rất có mùi này. Mùi này thì nó cảm bị ngọt quá hay là gì? Mùi này thì nó lại kiểu như là nó ngọt kiểu ngọt đậm ấy. Không hưởng vu ấy hả? Ừ. Nhưng mà với mùa đông tầm này thì vẫn thích mùi kia hơn. Mùa đông vật em thích. Ừ. Thế còn bạn? Lý do sao bạn lại chọn ngược lại? Vì em thích cái kiểu mùi ngọt ngọt ấm ấm. À rồi, ok. Thế đây là mùi mà các bạn nữ này chọn. Cái chai này rất là đẹp. Nó mới ra mắt trong năm nay, còn đây là mùi mà bạn chọn. Một thương hiệu xe hơi chắc là nhìn là biết đúng không? Mình cảm ơn hai bạn nhá. Thì đang có hai mùi, mình đã xịt ra hai cái tờ giấy rồi. Bạn có thể thử xem là bạn thích mùi hương nào hơn. Kiểu các anh em cần ý kiến các chị em. Nhưng mà mùa đông cho nam ấy. Đúng rồi. Thì bạn sẽ ấn tượng với mùi hương nào hơn? Mùi này thì có thể không đúng một lắm, mà thích mùi này không? Lý do vì sao mình thích cái mùi hương này hơn? Người có chút gỗ trong cái mùi này ấy, mùa đông thì nếu mà có cái mùi gỗ nó sẽ kiểu phù hợp hơn nhỉ? Phù hợp hơn. Còn cái mùi này cảm giác phải là nó hơi chua thì mình nghĩ là sẽ kiểu mùa hè. Hợp với mùa hè hơn. Ok, cái mùi bạn chọn là con Mercedes-Benz này. Rồi mình cảm ơn bạn nhé. Mình đã xịt ra hai tờ giấy rồi. Hai bạn cầm thử xem mà, xong rồi đổi cho nhau xem mà thích mùi hương nào hơn. Kiểu bây giờ ví dụ cầm anh trông cũng đẹp trai, hợp gu. Thì anh ấy xịt một trong hai mùi này thì anh ấy sẽ được 10 điểm nếu mà anh ấy chọn xịt mùi nào. Có khó? Dễ, dễ mà, hai mùi này nó cũng khác nhau mà. Thích mùi này, người ta thích mùi này, em thích mùi này. Đó, lý do vì sao thích mùi hương này không? Mặc quần hơn. Nhưng còn mùi này? Này ngọt có phải quá. Có một cái điểm gì chê, à ngọt quá. Ngọt quá, giống con gái. Giống con gái quá. Ok, đây là mùi hương này em chọn. Chai này trông khá là kiểu rất là nam tính đúng không? Vâng. Rồi cảm ơn hai bạn nhá. Dạ. Rồi xin cảm ơn. Rồi bây giờ tôi phỏng vấn hơi nhiều nữ, bây giờ tôi hỏi nam nhá, xem mọi người sẽ thích mùi hương nào hơn. Hiện tại tỷ số nó đang là con Le Male Elixir để thắng, hơi bất ngờ. Nhưng mà để tôi phỏng vấn thêm. Bọn em chỉ cần thử xem là bọn em thích mùi hương nào hơn. À dạ vâng. Mọi người thử hai. Mọi người thử, mỗi người cầm tờ giấy. Mình đã xịt ra đấy rồi. Thì các bạn cầm cho các bạn đổi với nhau xem là kiểu sẽ ấn tượng hơn đến mùi hương nào, và đến như kiểu để lựa chọn mua trong mùa đông năm nay thì mọi người sẽ lựa chọn mùi hương nào. Hai người đổi cho nhau. Sẽ thích mùi hương nào hơn? Theo em thì kiến thức của em thích mùi hương này hơn. Lý do vì sao mình thích mùi hương này ạ? Này nó thơm kiểu dễ chịu ấy. Kiểu nó hợp gu của em. Nó hợp gu của em. Dạ vâng. Thế còn mùi này? Mùi này thì em thấy nó hơi nồng. Nó hơi nồng. Dạ. Thế còn bạn nam? Em lại thích mùi này hơn. Thế là mùi này nó nam tính hơn. Nó nam tính hơn. Mạnh mẽ hơn. Còn mùi hương này còn lại? Cảm nhận của em về mùi còn lại thì như nào? Em nghĩ là nó không hợp gu em thôi. À rồi, ok. Đây là mùi mà em chọn, là cái chai hình người này trông nó cũng rất là nam tính. Còn bạn nam thì chọn cái thương hiệu đến ô tô trông rất là xịn sò rồi. Cảm ơn hai bạn nhá. Vâng. Rồi mình cảm ơn. Ok, xin chào các bạn. Đúng ra thì tôi sẽ có một cái tổng kết ở cuối xem là tỷ số mùi hương nào thắng. Nhưng tại vì lúc đó khoảng tầm hơn 12 giờ và có một cái giải chạy nên là người ta di tản bớt và mình không tìm thấy ai để phỏng vấn nữa. Loay hoay mãi từ lúc 11 rưỡi cho đến hơn 12 giờ không tìm được ai. Và cái kết quả thì chưa có mùi hương nào chạm năm cả. Thế nên là hôm nay là một buổi sáng ngày hôm sau thì tôi sẽ vào cái quán cà phê mà tôi hay ngồi ở số 110 ngõ 84 Ngọc Khánh. Nếu như bạn nào mà có muốn gặp tôi vào buổi sáng thì từ thứ 2 đến thứ 6 tôi luôn ngồi đây. Nên là bây giờ tôi sẽ đi vào đấy phỏng vấn ông anh chủ quán xem là ông ấy sẽ thích mùi hương nào hơn và để tìm ra người chiến thắng. Đi nhá. Đây là ông anh quán cà phê mình.
mùi nào anh? Hello, xin chào các bạn. Cá nhân mình thấy mùi này thơm hơn. Mùi này thì nó hương vị cổ điển như kiểu mấy cái nước hoa ngày xưa ông bà già hay dùng. Không hợp lắm. Mùi này chắc thì... chưa? Chắc. Mùi này thơm hơn nhưng mà hơi nữ tính. Chung là mình không thích mùi nào trong phòng. Không thích mùi nào? Nhưng mà nếu mà để chọn, nếu mà để lựa chọn thì mình sẽ chọn mùi này. Này. Tháo chốt, tháo chốt. Tháo như nào? Cứ rút ra. Cái này như nào? Cái này có cái bấm ở sau này. Cái đấy trông giống cái tông đơ. Em thích mùi này hơn. Mùi cái này hơn. Sao thích mùi này hơn? Mùi này thanh hơn, mùi này hơi nồng, em thích mùi nồng. Ok, và tôi đã về rồi. Bắt đầu xếp đương hoa lên kệ. Và các bạn có thể nhìn thấy tỷ số nó khá là sát sao khi mà Jean-Paul Gaultier Le Male Elixir nó sẽ chỉ hơn có một phiếu vote thôi. Vậy nên đây đều là hai mùi hương rất là ok cho mùa đông năm nay 2023. Và thường thì sẽ người trẻ sẽ thích Mercedes-Benz Club Black hơn. Cá nhân mình thì mình cũng thích em này hơn so với Jean-Paul Gaultier Le Male Elixir. Nhưng mà nếu như các bạn là người đã thử qua hai mùi hương này thì hãy cho mọi người thêm một cái ý kiến tham khảo bằng cách bình luận ở phía dưới. Và nếu như các bạn muốn xem những cái video phỏng vấn giữa cặp đôi nào thì cũng hãy bình luận ở phía dưới để mùa đông năm nay chúng ta sẽ đi phỏng vấn nhiều hơn nữa. Và rất là cảm ơn các bạn vì đã xem video. Đừng quên like, share, ấn nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!